biết là gì không? Ngôi sao, bệnh ngôi sao thì một loại là bệnh tự tiêu diệt. Đấy, tự tiêu diệt. Chuyên gia ấy thì tôi không tính tiền các bạn đâu. Còn tôi chỉ nói với các bạn một câu là tôi không sống mưu hèn được. Đấy, tôi không sống mưu hèn được. Còn mắc cái bệnh ngôi sao tự mình diệt mình thôi. Tự mình diệt mình. Còn không hay ho gì cái bệnh ngôi sao đấy cả. Còn cứ bảo là vài bao xi, vài viên gạch. Thì tôi nói rằng anh em luôn là không nhẽ bây giờ tôi lại cho luôn cái bằng chứng. Đấy, hiểu chưa? Hiểu chưa? Mắc cái bệnh ngôi sao nó vừa vừa phải phải thôi. Đó. Đừng thể hiện mình là người giỏi nhất làm gì cả. Với cái trình độ đấy thì gọi chỉ gọi là bình thường thôi. Đấy, hiểu chưa? Còn bây giờ mắc cái bệnh ngôi sao, tôi chỉ tức cái gọi là mấy bao xi và mấy hàng gạch. Anh em tôi cho nhau cả bao nhiêu tiền, chúng tôi còn không tính đếm. Từ cái ngày còn đéo biết cái gì, còn đang ăn bám, thì lại còn bảo là bây giờ là bao xi bao gạch. Thôi cái nhà đấy là của mày tất. Nói thẳng thế luôn. Được chưa? Còn bây giờ đừng mắc bệnh ngôi sao quá em ạ. Đấy, đừng mắc bệnh ngôi sao quá, đéo phải ảo. Đéo phải ảo luôn. Vẫn là một người luôn. Tất cả những gì cứ bảo là ảo trên mạng nhưng vẫn là một người luôn. Tôi nhìn cái lối làm việc và tôi nhìn cái cách thức thì tôi quá biết là ai rồi. Được chưa? Được chưa? Tôi quá biết là ai rồi. Được không? Còn tôi chỉ nói một câu đôi lời gửi đến phát. Đừng mắc bệnh ngôi sao quá em ạ. Tự mình diệt mình thôi. Được chưa? Đôi khi không còn ai xem mình còn sướng hơn là cứ suốt ngày phải vòng vèo tam quốc. Suốt ngày phải vòng vèo tam quốc. Được chưa? Còn bây giờ bọn em bảo cứ chê bọn anh là như này như này. Từ cái thời bọn anh còn không có, bọn anh còn cho nhau không biết thằng bao nhiêu tình cảm. Bọn anh còn chẳng kể tính đếm đến. Bây giờ em cứ độc nằm hờ ăn ruốc, nằm hờ ăn độc lộc. Độc lộc. Được chưa? Thì an phận đi, để cho các anh yên. Đừng vơ các anh vào cái câu chuyện đấy. Được chưa? Đừng vơ các anh vào câu chuyện đấy làm gì cả các em ạ. Nhá. Còn các anh mày cho nhau bằng tình cảm, sống với nhau mười mấy năm, từ cái thời trường trại, bánh mì chia đôi. Được không? Cái top còn chia nhau. Giờ lại bảo là ba viên gạch, mấy ba bao xi mấy viên gạch. Được chưa? Còn sống để cho đời nó nể em ạ. Được chưa? Còn em lại cứ bảo là các anh lại là bà ba viên gạch, mấy bao xi măng. Thành ra các anh mất quan điểm. Đó. Bây giờ bản thân anh ấy đi từ 4 đến 5 năm nay. Em cứ khinh khỉnh. Em có coi gia đình ra cái gì đâu mà. Em chỉ biết gia đình em. Em có coi gia đình anh ấy ra cái đéo gì đâu mà. Bây giờ em cứ bảo là ấy. Hiểu chưa? Tốt nhất là mắc cái bệnh đấy thì dẹp bỏ đi. Nha. Đừng lôi anh vào những cái câu chuyện vớ vẩn của bọn em nữa. Của em nữa. Hiểu chưa? Em thích câu view, câu like. Một mình em đi vào câu. Đừng có lôi anh vào. Hiểu chưa? Còn anh lớn rồi, để bọn anh yên. Để em đang gửi lời nó đấy, mọi người copy video cho nó, gửi cho nó phát. Còn để bọn anh yên, bọn anh đang lo gia đình, bọn anh lớn tuổi rồi, đéo hơi đâu đi tham gia ba cái chuyện trẻ con, câu view, câu like, lối đá ngược gọi là marketing trái chiều của bọn em đâu. Đấy, hiểu không? Còn bây giờ cứ bảo ba gạch, ba viên xi. Cái thời đấy bọn anh nhá, nó mà cả tòa tháp đấy em ạ. Ba viên gạch, ba viên xi nó đéo phải là vấn đề. Nhưng cái chính là bọn anh còn dám cho nhau được mọi thứ. Thì bọn em lúc đấy biết cái đéo gì đâu mà. Hiểu không? Còn mày, mọi người cứ tường tận ý. Thì mọi người lên trang mạng. Mọi thứ nó vẫn cứ lưu lại đấy. Ở trên cái quá khứ của anh em tôi đấy. Nhá. Hiểu chưa? Anh em hiểu không? Còn mọi người đừng chê trách tôi cả. Đừng chê trách tôi gì cả. Còn tôi sống chỉ vì cái giá trị của tôi thôi. Còn không phải là tôi ghét bỏ người này hay gì đâu. Còn bây giờ tôi chỉ bức xúc cái là vấn đề là chính những cái thằng em của mình nó lại bảo là ba viên gạch, ba bao xi mấy viên gạch. Được không? Còn mắc cái bệnh ngôi sao thì ngôi sao sao số nó vừa thôi em ạ. Ngôi sao thì sao số nó vừa phải thôi. Để cho các anh người ta còn đỡ dễ thở. Mắc cái bệnh sao số lúc nào mình là người giỏi nhất, lúc nào mình cũng là người tài nhất. Thực ra có cái vẹo gì đâu mà giỏi với cả tài. Đừng lôi các anh mày vào cái chuyện trái chiều. Đừng lôi các anh mày vào ba cái chuyện gọi là trẻ nít, trẻ danh, marketing trái chiều. Hiểu chưa? Để cho các anh mày yên, đỡ đau đầu. Nói thẳng thế cho nó dễ sống. Còn quan hệ được thì quan hệ, không quan hệ được thì Alex Sancho bước. Cứ phải